chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Hôm nay trời nóng nực tới 90 mấy độ, đi ra ngoài biển nhé. Catherine say hi to you too. Catherine say hi. Joyver cannot say hi now. Joyver need to driving. Hi, I can say hi. 95 agree, we go to a beach. 98. Oh, okay. All right. The toys, I got the chair, I have the tent, and I have all the goodies down here too, and all in one book. So, we make it a beach day. Nắng quá, phải đội nón đội kiến, giờ đội đi biển. Let's go. Khi mình đi biển là phải trả 15 đồng một người. Với cái vô bị sập manh chắc coi dành. Không có lưỡi sợ bọn bị xỉn. Con gái nó lên mạng trả tiền 15 đồng một người vô cổng. Up to pay $15 for each people. Now my daughter online get the ticket. Long Island on beach is close to 11 p.m. to 5 a.m. Open the beach at 5 a.m. Yeah, they open the beach 5 a.m. early morning. But early morning is good and no sun. 11 giờ tối đóng cửa, cho đến 5 giờ sáng mới mở cửa nha. Sáng muộn sập giấc tiệm mạng đi tu. Lình sành, những tiệm khôi muộn. Thì hơi lén là thì vô à, sợ bỏ mãi tiền phi. Mình phải lên mạng mua vé trước nha các bạn nếu mà đi ở đây. Have animals, you can't have alcohol, there's no fires, there's no cars, there's no black. Đóng cửa từ 11 giờ, 5 giờ sáng mở cửa. No alcohol, no dogs, no fires. Skateboard. Sweet boy. No roller skates. Okay. Ở đây không phải giống như Việt Nam. Việt Nam nó có đồ cho mình ngồi mà mình phải trả tiền ghế này nọ. Ở đây á, là tự túc, tự lo, tự dọn nha các bạn. Right here, everybody bring the chair go with family nha. Bring the tank or something. Because my country, they not like that. My country, they have really have a tank, everything. When you want sit down and you play the money. Có thể thấy việc làm lên, có thể khi xa than lên, khi dậu có co tăng dậu than bị lì trọ, bị lì chu, để dùng gì nè, lì dập bị chín. Còn dậu đi tàu lên, co dậu co dùng cái tay cái dẻ lì che thai dưỡng. Do you have it, Andy? Very. Còn cái bánh xe bự bự. Bạn ơi, vừa nắng vừa nóng mình phải xịt cái này lên cho thiệt nhiều cho bóng cái tay nha các bạn. Có thì á vô hành đi chơi dầu sợ không thôi. Hành hủ to là hơi xanh, còn 2 giờ. We have to put in the sun black rồi. Con gái làm sẵn bánh mì. Ở đây không có đồ bán giống như Việt Nam vậy, có đồ bán nha, mình phải ăn đồ ăn đi. Ý tù hơi mụ vẽ mại cho chừng này hỏi than nha. Cũng không có lưỡi lá vào chuyện cái dành nhắc cầu có đi sang Việt. Đi đúng. Đi sang Việt City. The beach not like Việt Nam. Việt Nam you have the, everything they sell. But now we have to make some sang Việt bên kia. Mời cả nhà tới bụng quá ăn miếng bánh mì chứ không ngọt thịt xíu xíu dễ xin trời phản con.
mũ á. Gì bán rồi các bạn, không có giống như Vũng Tàu. Vũng Tàu bán nghệ, bán hộp vịt lộn, mình thích Việt Nam Vũng Tàu ha. I'm taking video. The water is so clean. It's so nice, right? But it's strong. Mommy, don't drown, please. Look at him running. You need help? Look at me. Leon, hi! Hi, Leon! Boo boo! Mommy!
谢大家收睇，依家我哋去排队冲凉，唔可以录影。多样嘢các bạn mình phải đi. Cảm ơn cả nhà xem video của Liên. Bây giờ mình sắp hàng đi tắm, cấm quay phim chụp hình tại đây. Thank you you watching. We have to go to get the light to get shower. Can take the video record. Thank you. Bye bye. We have to go home now.